Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối thứ tư ngày 27 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay kỷ niệm 69 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2016. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã thực hiện có hiệu quả chính sách ưu đãi người có công, tăng cường các hoạt động chăm sóc gia đình có công với cách mạng, làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, giúp đỡ thân nhân liệt sĩ khó khăn, tổ chức phát động quỹ để ơn đáp nghĩa. Kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ là dịp để chúng ta dành những tình cảm thiêng liêng nhất để tưởng nhớ, biết ơn những thương binh liệt sĩ đã hy sinh xương máu của mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, để cho mỗi chúng ta có được cuộc sống thanh bình và hạnh phúc ngày hôm nay. Xin được giới thiệu những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự. Tỉnh đoàn tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng kiểm tra công tác phòng chống cơn bão số 1. Thu hút dự án đầu tư vào các khu công nghiệp trong tỉnh tăng cao so với cùng kỳ. Cựu chiến binh Lương Thế Vinh, xã Hiệp Cường huyện Kim Động có nhiều đóng góp xây dựng quê hương. Công an huyện Mỹ Hào triệt phá ổ nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh, thu trên 40 xe máy. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, tối ngày 26 tháng 7, tỉnh đoàn tổ chức lễ thắp nến tri ân canh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm canh hùng liệt sĩ tỉnh. Dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy. Với không khí trang nghiêm và tấm lòng thành kính, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh và thành phố Hưng Yên cùng trên 2.000 cán bộ đoàn viên thanh thiếu niên nhân dân đã dâng hoa thắp hương thể hiện tấm lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Phát biểu tri ân với các anh hùng liệt sĩ thế hệ trẻ Hưng Yên nguyện phát huy truyền thống anh hùng bất khuất của thế hệ cha anh đi trước, viết tiếp và thắp sáng lên truyền thống của quê hương anh hùng ra sức thi đua học tập, rèn luyện, lao động sản xuất, nguyện trung sức, trung lòng, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc và nhân dân cần. Xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa, mãi mãi đi theo con đường mà Đảng Bắc Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn góp sức cùng toàn đảng, toàn quân và toàn dân Hưng Yên thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tin tức về các hoạt động kỷ niệm 69 năm ngày thương binh liệt sĩ chúng tôi sẽ phản ánh ở phần sau của chương trình thời sự. Mời quý vị và các bạn chú đón xem. Sau đây là tin bão khẩn cấp cơn bão số 1. Vào chiều nay, vị trí tâm bão ở trên vùng biển các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình, Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 đến 90 km một giờ, giật cấp 10, cấp 12. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Như vậy, từ chiều tối nay, vùng tâm bão sẽ đi vào các tỉnh Thái Bình, Nam Định và ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực các tỉnh từ Nam Quảng Ninh đến Bắc Thanh Hóa. Do ảnh hưởng của bão sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, vùng biển Vĩnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11, biển động rất mạnh. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8 cấp 9 giật cấp 10 cấp 11. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng các tỉnh thuộc Đông Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ và Việt Bắc. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra chỉ đạo công tác phòng chống bão số 1 tại các huyện Khoai Châu, Kim Động và thành phố Hưng Yên. Tại huyện Khói Châu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra vùng trồng chuối ở xã Thư Dân và vùng chuyên canh trồng nhãn xã Hàm Tử. Trong tổng số 700 ha chuối toàn huyện, Tứ Dân là xã có diện tích lớn nhất. Đồng chí yêu cầu chính quyền và ngành chuyên môn cùng với người dân khẩn trương chẳng chống các diện tích chuối đã có buồng để giảm thiệt hại bị đổ gãy khi có mưa bão xảy ra. Cùng với đó, khơi thông các dòng chảy, hạ thấp mực nước sông Trục, đảm bảo tiêu thoát nước kịp thời, không để các diện tích chuối và nhiều loại cây trồng khác bị ngập nước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, chuối khoai châu đã có thương hiệu và hiện xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới. Vì vậy địa phương tiếp tục quy hoạch quảng bá và tiêu thụ sản phẩm để nâng cao giá trị kinh tế hơn nữa, trồng chăm sóc đảm bảo theo đúng quy trình kỹ thuật, có sản phẩm sạch để đáp ứng đủ tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường khó tính hơn nữa. Toàn huyện Quế Châu có khoảng trên 1.500 ha nhãn, ngoài một số diện tích nhãn sớm bắt đầu cho thu hoạch, sau 20 ngày nữa, các diện tích nhãn trên địa bàn huyện bước vào thu hoạch rộ. Qua kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, theo dõi sát diễn biến của thời tiết, không để diện tích nhãn bị ngập úng. Bên cạnh đó, huyện cùng phối hợp với các sở ngành liên quan để mạnh xúc tiến thương mại tiêu thụ nhãn, xây dựng và nâng cao giá trị thương hiệu, có thông tin kịp thời rộng rãi về những địa điểm bán nhãn khoai châu, nhãn thương yên ở các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ người tiêu dùng có được sản phẩm nhãn thương yên chính hiệu. Về lâu dài, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu một số địa phương có diện tích trồng nhãn lớn cần xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới liên hộ liên xã như hợp tác xã trồng nhãn, hợp tác xã trồng rau sạch để tạo ra những vùng sản xuất chuyên canh hỗ trợ liên kết nhau phát triển và tiêu thụ sản phẩm. Kiểm tra tại trạm bơm Đồng Thanh huyện Kim động, đây là trạm bơm tiêu cho nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp của huyện khoảng 1.500 ha. Đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn phóng yêu cầu ngành điện và các ngành liên quan cùng cán bộ công nhân viên trạm bơm trực đảm bảo quân số máy móc luôn ở trạng thái tốt nhất, sẵn sàng bơm chống úng kịp thời khi có mưa lớn xảy ra. Kiểm tra tại cống tiêu nước Cu Tuế trên kênh Lê Như Hổ, thuộc khu vực tiếp giáp ba xã Hồng Nam, Tân Hưng của thành phố Hưng Yên và xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ. Đây là kinh dẫn tiêu nước cho các diện tích nhãn của xã Hồng Nam và Tân Hưng. Tuy nhiên, đoạn cống dẫn còn quá nhỏ, tiêu dẫn nước không kịp thời. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thành phố Hưng Yên và công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác công trình thủy lợi và thoát nước thành phố cần sớm để nhanh cải tạo, xây dựng cống để tiêu nước kịp thời khi có mưa lớn. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết và đối phó với cơn bão số 1, huyện Phù Cử đã triển khai các biện pháp phòng chống bão. Ngay sau khi nhận được công điện của tỉnh và thông tin về cơn bão số 1, huyện Phù Cử chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra cống tiêu cống nổ trên sông Ngòi, sẵn sàng chuẩn bị tiêu úng ở các trạm bơm La Tiến, Đoàn Đa 1 và đóng cống Võng Phan huyện chỉ đạo tích cực việc khơi thông dòng chảy trên trục tiêu chính trạm bơm Tống Phan B và kênh tiêu chính Văn Sa xã Đỉnh Cao, chủ động nhân lực vật tư kiểm tra máy móc thiết bị hệ thống công trình bờ vùng bờ thửa, gạn tháo nước đệm và giải tỏa khơi thông dòng chảy trong khu dân cư nhằm đảm bảo tiêu thoát nước thuận lợi, nhất là diện tích lúa cây hoa màu, bảo vệ sản xuất dân sinh. Ngay buổi chiều nay, ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Giang chỉ đạo các địa phương có kế hoạch chủ động tháo gạn nước, khơi thông hệ thống sông trục chính, các kênh tiêu trên địa bàn, yêu cầu các địa phương vùng bãi có nhiều diện tích hoa màu như xuân quan, phụng công, chưa có hệ thống tiêu động lực cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để sẵn sàng ứng phó khi có mưa lũ. Các hộ dân trồng hoa cũng đã chủ động vận chuyển trang buộc, đồng thời có kế hoạch sẵn sàng ứng phó khi có mưa to gió lớn nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do mưa bão gây ra. Thưa quý vị và các bạn, Trước diễn biến của cơn bão số 1, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hương Yên có công điện số 01, đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện thành phố, các ngành thực hiện một số việc sau đây. 1. Thường xuyên theo dõi và cập nhật các thông tin về cơn bão số 1, thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh, hướng dẫn đông dân làm tốt một số nội dung sau. Trăng chống cho toàn bộ diện tích chuối, hạn chế đổ gãy, Đối với cây nhãn, cây có muối, đu đủ và các cây ăn quả khác, phải chống cành, chống cây để hạn chế đổ gãy cây, dụng quả. Khơi sâu và rộng rãnh thoát nước, vun cao quanh gốc không để nước động hoặc ngập úng. 2. Chuẩn bị phòng chống bão số 1 theo các phương án để chủ động đảm bảo an toàn cho tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân, sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu nạn cứu hộ khi cần thiết. 3. Chuẩn bị các loại vật tư phương tiện máy bơm điện, bơm dầu, nhân lực để sẵn sàng bơm nước tiêu úng, kiểm tra kênh mương, khơi thông dòng chảy, tranh thủ mực nước trong hệ thống Bắc Hương Hải xuống thấp, chủ động gạn tháo để tiêu thoát nước đạt hiệu quả khi có mưa bão xảy ra. Có biện pháp bảo vệ các công trình đang xây dựng không làm ảnh hưởng đến tiêu thoát nước chống úng. 4. Công ty điện lực chủ động kiểm tra và chuẩn bị phương án cấp điện cho tất cả các trạm bơm tiêu khi cần thiết. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh và thành phố cần chủ động kiểm tra và chuẩn bị các phương án để tiêu thoát nước cho khu đô thị, thị trấn tiêu nước cho các vùng trũng thấp khi mưa lớn. 5. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24 trên 24 giờ, thường xuyên báo cáo kịp thời các diễn biến của bão số 1 về văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Hết gần 7 tháng của năm 2016, các khu công nghiệp chuyên địa bàn tỉnh đã thu hút thêm gần 30 dự án và đầu tư. So với cùng kỳ năm 2015, tăng trên 45%. Đây là mức tăng cao so với nhiều năm trở lại đây. Tổng số vốn đăng ký của các dự án đầu tư trong hơn nửa đầu năm 2016 là 154 triệu đô la Mỹ và hơn 3.100 tỷ đồng, trong đó Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất, chiếm 57% tổng số dự án và 86% tổng số vốn đầu tư. Kết quả này đưa tổng số dự án vào đầu tư trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt gần 300 dự án, trong đó có 161 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với số vốn đầu tư 2,68 tỷ đô la Mỹ và 130 dự án đầu tư trong nước với số vốn 15.000 tỷ đồng. Các ngành nghề sản xuất chính là thiết bị linh kiện điện tử, cơ khí, chế biến thực phẩm, dệt may. Nhận thấy nuôi chim bồ câu Pháp là một mô hình mới có nhiều triển vọng, phù hợp với điều kiện địa phương, anh Đinh Văn Công ở thôn Thổ Cốc, xã Chí Tân, huyện Quai Châu đã mạnh dạn phát triển mô hình nuôi chim bồ câu thương phẩm, bồ câu giống mang lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Năm 2008, anh Công lên viện chăn nuôi mua về 60 đôi chim bồ câu giống. Sau 8 năm, anh đã có hơn 1.000 đôi chim bồ câu trên diện tích nền chuồng gần 300 mét vuông. Anh Công cho biết, cũng như nuôi các loại gia cầm khác, nuôi bồ câu cần phải có sự lựa chọn kỹ về con giống, vệ sinh chuồng trại và phòng dịch. Bồ câu pháp dễ nuôi, ít dịch bệnh, thức ăn đơn giản, chủ yếu là ngô, ngoài ra cần bổ sung thêm khoáng chất và vitamin bằng cám công nghiệp. Chu kỳ sinh sản của chim bồ câu là 30 đến 35 ngày một lứa. Một cặp chim bố mẹ có thể sản xuất từ 4 đến 5 năm. Việc tiêu thụ chim bồ câu khá dễ, có thương lái ở các tỉnh lân cận đến tận nhà thu mua. Hiện nay, anh Công bán bổ câu thương phẩm với giá 150.000 đồng một đôi và 250.000 đồng một đôi chim giống. Thị trường chim bồ câu nó vẫn rất là có tiềm năng bởi vì là cái 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 con chim bồ câu này cái tốc độ phát triển nó không cao. Nó 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 đẻ nó đẻ thưa, cách nó 30 đến 35 ngày mới được một đôi. Cho nên là cái, cái, mức độ phát triển nó không không cao mà cái nhu cầu thì lại là ngày càng cao. Nhưng mà với quy mô và bây giờ cái số lượng số lượng chim của tôi lớn như này thì hàng năm thì nó cho so thu thu nhập từ 2 đến 300 triệu. Sau đây tiếp tục là những hoạt động nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 27 tháng 7, Công an tỉnh đã tổ chức lễ canh thành công trình tu sửa nhà tưởng niệm và nơi thờ tự của anh hùng liệt sĩ Công an Nhân dân Bùi Thị Cúc. Cùng ngày, Đảng ủy Giám đốc Công an tỉnh đã tổ chức lễ dân hương anh hùng liệt sĩ Công an Nhân dân Bùi Thị Cúc tại nhà tưởng niệm của liệt sĩ ở trụ sở Công an tỉnh. Dân hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa Trang Liệt sĩ ở xã Vân Du, huyện Ân Thi, nơi có phần mộ nữ anh hùng liệt sĩ Bùi Thị Cúc, thăm và tặng quà các gia đình thương binh liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Cùng với chăm sóc người có công với cách mạng, gia đình thương binh liệt sĩ mẹ Việt Nam Anh Hùng, trong thời gian qua, bằng cách kêu gọi nhiều nguồn vốn khác nhau, huyện Tiên Lữ đã huy động gần 30 tỷ đồng để xây mới, cải tạo đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ huyện và nghĩa trang liệt sĩ các xã thị trấn. Hiện nay, gần 2.500 gia đình chính sách của huyện đều có mức sống trung bình và khá, không có hộ nghèo. Bảy mẹ Việt Nam anh hùng còn sống đều ở với gia đình, người thân tận tình chăm sóc và được các cơ quan đơn vị của huyện tỉnh nhận phụng dưỡng suốt đời. Trong đợt kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm nay, huyện đã chỉ đạo các phòng ban chức năng, đoàn thể và chính quyền thôn tới thăm hỏi động viên những gia đình thương binh liệt sĩ tiêu biểu, giúp đỡ các mẹ Việt Nam anh hùng. Theo đó, các gia đình người có công ở Tiên Lữ đã được các cấp các ngành từ trung ương tới địa phương tặng quà theo quy định với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Chiều ngày 26 tháng 7, Hội nông dân tỉnh tổ chức thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hợp ở xã Trưng Trác, huyện Văn Lâm nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Mẹ Nguyễn Thị Hợp năm nay đã 97 tuổi, có 3 người con trai là Nguyễn Đình Hiệp, Nguyễn Huy Đáp và Nguyễn Văn Hòa, hy sinh những năm 1969-1970 trong kháng chiến chống Mỹ. Đây là năm thứ 20 Hội năm Dân Tỉnh nhận phụng dưỡng mẹ Hợp với mức hỗ trợ 300.000 đồng một tháng. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ phát huy vai trò sung kích trên chiến trường, khi trở về với đời thường, nhiều cựu chiến binh huyện Kim Động còn đi đầu trong xây dựng quê hương. Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn hình ảnh đẹp về một người lính cụ hồ thời đại mới, cựu chiến binh Lương Thế Vinh ở thôn Lương Xá, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động. Năm 1972, chứng kiến không khí đánh giặc sụp sôi của cả dân tộc, chàng thanh niên Lương Thế Vinh ngày ấy mới 16 tuổi đã viết bức thư bằng máu xin tổng quân. Ông Vinh tham gia vào ban tham mưu trung đoàn 4, sư đoàn 5 thuộc quân khu 7, Ông cũng chính là người đã cắm ngọn cờ trên dinh tỉnh trưởng Biên Hòa vào ngày 29 tháng 4 giúp bộ đội ta làm chủ sân bay Biên Hòa, góp phần quan trọng vào thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Chiến tranh đã lùi xa nhưng nỗi đau mà nó để lại vẫn không thôi nhức nhối. Ông Vinh bị chất độc da cam mất sức lao động 81%, cùng với đó ông không thể có con. Trong ngôi nhà của ông thiếu vắng tiếng khóc, tiếng cười trẻ thơ nhưng luôn rộn rã niềm vui gặp mặt của các đồng đội đồng chí. Những cái sự đóng góp tuy rằng nó chỉ là nhỏ thôi, nhỏ với tất cả mọi người, thế nhưng mà đó cũng là một cái niềm vinh hạnh cho cái tuổi xuân và cái tuổi trẻ được cống hiến cho đất nước. Sau khi mà về với đời thường thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là phải cố gắng tuy rằng sức khỏe nó không còn được nhiều thế nhưng mà phục vụ được đến bao nhiêu thì chúng tôi sẽ làm hết mình. Ông Vinh luôn tham gia tích cực vào các phong trào làm chi hội phó chi hội cựu chiến binh thôn Đường Xá, tham gia thành lập đội an ninh thôn và nhiều lần bắt được kẻ gian. Ông được nhân dân tín nhiệm bầu vào tổ hòa giải, tham gia hòa giải thành công rất nhiều mâu thuẫn ở địa phương. Đặc biệt vào cuối năm 2015, ông đã đi đầu vận động 42 hộ dân trong thôn đóng góp tiền của để xây dựng tuyến đường thôn với chiều dài 300 m, chiều rộng 3,5 m. Không những vậy, ông còn đích thân đóng góp nhiều ngày công để hoàn thiện và làm cống thoát nước hai bên đường. Có biết bao thương binh bệnh binh đã hy sinh một phần xương máu ngoài chiến trường, khi trở về với đời thường vẫn âm thầm cống hiến cho quê hương như cựu chiến binh Lương Thế Vinh. Chính họ đã viết lên trang sử vàng về một dân tộc anh hùng không chỉ trong chiến tranh mà cả trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Sáng 27 tháng 7, tỉnh đoàn tổ chức lễ tổng kết chiến dịch thanh niên học sinh sinh viên tình nguyện hè năm 2016. Trong đợt cao điểm chiến dịch từ ngày 14 tháng 7 đến ngày 27 tháng 7 năm 2016, đội sinh viên tình nguyện của 7 đoàn trường đại học cao đẳng và 4 đơn vị trực thuộc tỉnh đoàn phối hợp cùng nhân dân địa phương chung sức đóng góp kinh phí ngày công tham gia xây dựng Thư viện Xanh tại trường Trung học cơ sở xã Bạch Sam, huyện Mỹ Hào, xây dựng hệ thống bảng tin kế đá tại trường Tiểu học Trung học cơ sở xã Ông Đình, huyện Khói Châu với tổng kinh phí là 69 triệu đồng đóng góp hàng nghìn ngày công dọn dẹp vệ sinh môi trường, tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình chính sách, xây dựng chương trình sinh hoạt hè cho thanh thiếu niên nhi đồng, dạy bơi cho 570 em thiếu nhi. Đoàn khối các cơ quan tỉnh là những đơn vị điển hình trong đợt cao điểm tình nguyện vì cộng đồng năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Vĩ Hào liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp xe máy tại các vùng nông thôn. Trước tình hình trên, Công an huyện đã lập chuyên án triệt phá ổ nhóm trộm cắp xe máy này. Chỉ từ đầu tháng 5 đến nay trên địa bàn đã xảy ra 15 vụ mất trộm tài sản, có ngày xảy ra tới 3 vụ gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Trước tình hình trên, công an huyện Mỹ Hào đã xây dựng kế hoạch xác lập chuyên án, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng tăng cường công tác trinh sát, nắm tình hình tại các địa bàn thường xảy ra các vụ mất trộm tài sản phối hợp tích cực với công an các huyện thành phố trong tỉnh và địa bàn lân cận tiến hành lên danh sách giả soát sàng lọc các đối tượng hình sự để điều tra làm rõ. Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an huyện có đủ căn cứ xác định nhóm tội phạm gây ra các vụ trộm cắp trên gồm 5 đối tượng do Trần Văn Khoa, sinh năm 1988, ở xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang là đối tượng cầm đầu. Ngày 20 tháng 7 năm 2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mỹ Hào đã thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với Khoa cùng đồng bọn. Quá trình điều tra ban đầu, lực lượng công an xác định đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động có tính chất chuyên nghiệp hết sức manh động và lì lợm. Hầu hết các đối tượng này đều là những đối tượng không nghề nghiệp, có nhiều tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản và đều là đối tượng nghiện ma túy địa bàn gây án của các đối tượng rất rộng, riêng tại địa bàn tỉnh Hưng Yên, bước đầu các đối tượng khai nhận đã gây ra gần 20 vụ trộm cắp xe máy tại các huyện Mỹ Hảo, Văn Lâm, Văn Giang, Khoái Châu và Kim Động. Trước đó, nhóm đối tượng này cũng đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy tại thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Giang. Thời điểm hoạt động của các đối tượng thường vào buổi trưa vắng vẻ, chia thành các nhóm. Mỗi nhóm có hai đối tượng đi trên một xe mô tô, rong rủi vào tận các thôn cùng ngõ hẻm khi phát hiện thấy sơ hở của các chủ phương tiện là nhanh chóng dùng vam phá khóa để trộm cắp tài sản rồi mang về cất giấu tại phòng trọ, sau đó tháo biển số và mang đi tiêu thụ. Mỗi xe trộm cắp được, bọn chúng thường bán với giá từ 3 đến 5 triệu đồng. Thỉnh thoảng đi có hôm thì 2 3 ngày mới đi một hôm, có lúc thì một ngày, hai ngày lại đi, có lúc là một tuần mới đi một lần. Tại vì cứ có tiền ăn tiêu rồi thì lại thôi không đi làm nữa nhưng mà hết tiền thì lại đi trộm các tài sản à, đi tầm buổi trưa thứ nhất là giờ hành chính người ta nghỉ việc rồi là người dân người ta à, đỡ để ý hơn chủ yếu là đi tầm à, 11 giờ đến 1 giờ một rưỡi là về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mỹ Hảo đã thu giữ 12 chiếc xe máy là vật chứng của vụ án cùng hàng chục vam phá khóa các loại đối tượng dùng để gây án. Qua lời khai của các đối tượng, lực lượng công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của Nguyễn Văn Dũng ở Phú Thịnh, huyện Kim Động về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tại đây, lực lượng công an đã thu giữ gần 40 xe máy các loại, nghi là xe các đối tượng trộm cắp đã tiêu thụ. Tôi cũng đề nghị tất cả quần chúng nhân dân lên làm sao là có những cái biện pháp phòng ngừa tránh cái chuyện để sơ hở mà các đối tượng này có những lợi dụng. Đấy, mong sao là ta lưu cao cái tinh thần cảnh giác và phát giác các cái đối tượng có cái hành vi vi phạm của các cái đối tượng mà đã có những cái biểu hiện dấu hiệu mà cung cấp cho cơ quan điều tra để chúng ta làm sao làm tốt được công tác an ninh trật tự trên địa bàn. Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với phần tin quốc tế. Cảnh sát thủ đô Dhaka của Bangladesh cho biết họ đã tiêu diệt 9 nghi phạm phiến quân sau một vụ đấu súng xảy ra vào sáng sớm ngày thứ ba tại nơi trú ẩn của các đối tượng. Cảnh sát xông vào tầng 4 tòa nhà cho thuê ở khu vực Kali vào lúc 5 giờ sáng ngày thứ ba. Vụ đấu súng giữa nhân viên an ninh và các đối tượng trú ẩn tại đây đã kéo dài trong suốt một giờ, khiến 9 nghi phạm thiệt mạng và người cuối cùng bị thương được đưa tới bệnh viện. Theo giấy tờ tìm được, những người này đều là sinh viên đại học tại Bangladesh, tuy nhiên danh tính của họ đã không được tiết lộ. Chiến dịch truy quét dẫn tới tiêu diệt các nghi phạm này được thực hiện một tháng sau vụ tấn công khủng bố tại một nhà hàng ở thủ đô Dhaka khiến 22 người nước ngoài thiệt mạng. Người dân Bangladesh đã bị sốc khi phát hiện ra ba trong số năm kẻ khủng bố là sinh viên đến từ những ngôi trường danh giá nhất nước này. Tổng thống Pháp François Hollande cho biết vụ tấn công giết hại con tin vừa xảy ra ở nhà thờ công giáo Normandy khiến một giáo sĩ 86 tuổi thiệt mạng là hành động khủng bố của các chiến binh tổ chức nhà nước Hồi giáo IS. Phát biểu với các phóng viên từ thị trấn Saint-Étienne de Gouvray, Tổng thống Pháp nói rằng vụ tấn công vào nhà thờ ở Normandy là một vụ ám sát hèn nhát được thực hiện bởi hai kẻ khủng bố dưới cái tên của nhà nước Hồi giáo IS. Kênh truyền thông AMAC có liên hệ với IS, sau đó cũng lên tiếng xác nhận thông tin này. Một trong hai tên được xác nhận là Adel Kamiche, 19 tuổi, từng hai lần tìm cách trốn sang đầu quân cho IS ở Syria, xong đã bị Đức và Thổ Nhĩ Kỳ trục xuất về nước. Kamiche có tên trong danh sách theo dõi của cơ quan tình báo Pháp và đã bị buộc đeo vòng điện tử giám sát. Ít nhất 13 người đã thiệt mạng trong vụ đánh bom xe cáp xảy ra hôm thứ ba nhằm vào một căn cứ quân sự ở thủ đô Mogadishu của Somalia. Người liên quân châu Phi, Emerson, đang sử dụng làm nơi trú ẩn. Vụ nổ đầu tiên xảy ra gần cổng căn cứ quân sự bên ngoài sân bay quốc tế Mongadishu, còn vụ nổ thứ hai xảy ra ở một điểm kiểm soát quân sự gần đó. Phát ngôn viên chính quyền địa phương cho biết ít nhất 13 người đã thiệt mạng, trong đó có 9 nhân viên an ninh Liên Hợp Quốc và 3 dân thường. Ngoài ra còn có 5 người khác bị thương. Nhóm quân sự al -Sabat sau đó đã lên tiếng nhận trách nhiệm cho vụ tấn công lực lượng liên quân châu Phi Amisom được triển khai tới Somali từ năm 2007 với nhiệm vụ đẩy lùi các nhóm quân sự. Tuy đã đạt được mục tiêu, song các vụ tấn công khủng bố theo dạng du kích như trên vẫn thường xuyên xảy ra nhắm vào họ. Cư dân các khu vực bị lũ lụt tấn công ở miền Bắc Trung Quốc cáo buộc dưới quan chức địa phương đã thiếu hành động và cầu thả. Sau đợt thiên tai khiến 160 người thiệt mạng ở tỉnh Hà Bắc. Người dân ở ngôi làng Seang nói với phóng viên rằng 4 tháng trước khi trận lụt xảy ra, một công ty chất đốt đã đặt các đường ống lớn trong làng. Đất đá đào lên được đổ dưới chân một cây cầu đã chặn đứng dòng sông Quilea chảy qua làng. Người dân yêu cầu chính quyền rời các đường ống này đi, song không có động thái nào được thực hiện trước khi trận bão đổ tới, khiến tình trạng lũ lụt trở nên trầm trọng. Họ cũng đã hỏi các cán bộ trong làng về trận bão, song những người này không nhận được cảnh báo nào từ chính quyền thành phố Hình Đài bên cạnh. Kết quả là trận lụt đổ tới khi những người dân đang ngủ và đã cướp đi sinh mạng của 8 người và cuốn trôi một người khác. Hãng thương mại điện tử Amazon thông báo rằng họ đã xây dựng thành công quan hệ hợp tác với các nhà quản lý hàng không ở Anh để cho phép hãng tiến hành thử nghiệm việc vận chuyển hàng hóa bằng hệ thống thiết bị bay không người lái drone cơ quan hàng không dân dụng anh đã cho phép amazon tiến hành thử nghiệm các chuyến bay chở hàng của thiết bị bay không người lái ở vùng nông thôn và ngoại ô điều mà amazon đã không thực hiện được tại mỹ Bên cạnh cho phép drone của Amazon thực hiện các chuyến bay ra ngoài tầm quan sát của phi công, nhà quản lý ở Anh còn đồng ý để hãng thử nghiệm các cảm biến giúp thiết bị tránh khỏi chướng ngại vật và được phép để một người quản lý nhiều drone cùng một lúc. Dự án vận chuyển hàng bằng drone được Amazon phát triển dưới cái tên Braille và công bố vào năm 2013. Tuy nhiên, dự án đã bị cản trở thử nghiệm tại Mỹ khi không xin phép được chính phủ. Dolly là chú cừu nhân bản đầu tiên trong lịch sử loài người, đã chết sớm lúc 6 tuổi, khiến các nhà khoa học đặt ra nhiều nghi vấn về vấn đề nhân bản. Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất, bốn chú cừu khác sinh ra từ cùng dòng tế bào giống như Dolly, hiện vẫn đang trong tình trạng sức khỏe tốt ở độ tuổi lên 9. Bốn con cừu sinh ra từ cùng dòng tế bào giống Dolly hiện đã bước sang tuổi thứ 9 mà sức khỏe vẫn ổn định. Các nhà khoa học dự định sẽ tiếp tục nghiên cứu về lão hóa phân tử ở những chú cừu này trong vòng một năm tới. Họ tìm kiếm dấu hiệu của các căn bệnh đặc trưng tuổi già như béo phì, tăng huyết áp và viêm xương khớp ở chúng. Một trong số bốn chú cừu đã có dấu hiệu của viêm khớp. Tuy nhiên điều đó là bình thường ở độ tuổi này của cừu. Hiện tại chưa có chứng cứ để kết luận là các bệnh này cũng được nhân bản cùng với gen của bản gốc. Thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt